Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin Người về bốn phương của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày 6 tháng 5 sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau đây. Đoàn giáo viên học sinh Việt Kiều tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy học tập tiểu học tại Hà Nội. Lắng nghe cảm xúc và dự định của những kiều bào tham gia chuyến hải trình đến với Trường Sa năm 2016. Câu chuyện về một thượng úy cảnh sát bán chổi giúp đỡ người khuyết tật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 5 tại Hà Nội, đoàn giáo viên học sinh Việt Kiều tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan đã có buổi giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy học tập tiểu học tại Hà Nội. Đây là đoàn đầu tiên nằm trong chương trình nâng cao khả năng giảng dạy và quảng bá tiếng Việt tại Thái Lan do Ủy ban Người Việt ở Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao tổ chức. Tại buổi giao lưu, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn trong trao đổi bằng tiếng Việt, nhưng các em học sinh kiều bào Thái Lan đã có những phút giây bổ ích vui vẻ với các bạn nhỏ Hà Nội. Còn với các giáo viên, đây là cơ hội để các thầy cô có thêm những góc nhìn, những kinh nghiệm mới trong việc giảng dạy và truyền đạt ngôn ngữ tiếng Việt cho các thế hệ con em sinh ra và lớn lên trên đất nước bạn. Dự kiến trong năm nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tổ chức thêm nhiều đoàn nữa về Việt Nam để trau dồi và nâng cao vốn tiếng Việt. Hải trình đến với Trường Sa năm 2016 của đoàn kiều bào đã thành công tốt đẹp. Chuyến đi không chỉ là một kỷ niệm đặc biệt đối với mỗi thành viên trong đoàn, mà còn mang lại rất nhiều cảm xúc, tiếp thêm động lực cho cộng đồng kiều bào, chung tay góp sức hướng về biển đảo quê hương. Các thành viên trong đoàn đã cùng chia sẻ về những cảm xúc cũng như những dự định tiếp tục đóng góp cho biển đảo Tổ quốc vì một Trường Sa trong trái tim của kiều bào. Chúng tôi đã được đến tận nơi, những cái nơi mà tưởng chừng như không bao giờ đến được. Ý nghĩa hơn, mà lớn hơn, đấy là tinh thần của chiến sĩ mà chỉ Quân đội Nhân dân Việt Nam mới có. Bởi vì người ta khát khao, đấy là thể hiện khát khao của sự hòa bình, khát khao sự sống. Và bây giờ thì thay đổi hoàn toàn cách sĩ của tôi, cách nghĩ của tôi. Tôi ví như là tôi về đây một chuyến đi này, tôi được ví như là các huyết mạch của tôi được thông hơn. Nếu bị tắc ở phần nào thì hôm nay rõ ràng thông hơn. Và rõ ràng máu đang chảy về tim, rõ ràng Trường Sa với tôi đang nằm trong trái tim tôi. Trường Sa hiện nay chúng tôi đã được chứng kiến, tai nghe mắt thấy những cái gì sự thật mà trên mạng hoặc Facebook ở những các cái nơi nói có những cái mà nó nói rất là sai. Đến bây giờ chúng tôi được chứng kiến rằng các chiến sĩ trên đảo Trường Sa và nhà nước rất là quan tâm đến quần đảo Trường Sa này. Chúng tôi cũng thấy rằng cần thiết là đến tận nơi để xem thực tế là như thế nào, để có những tiếng nói và có những hành động rất là thiết thực ủng hộ cái chủ trương của Đảng và Nhà nước để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Rất khác xa. Tất cả những gì chúng tôi được biết từ chuyến đi này nó rất là thực tế, thiết thực, và tôi tin rằng sau chuyến đi này sẽ những cái gì chúng tôi học được tôi sẽ về tôi truyền đạt lại cho cộng đồng người Việt tại Singapore. Là người con xa xứ thì tình yêu quê hương đất nước, những gì mà cha ông tôi đã thực hiện và tôi sẽ tiếp bước cha ông tôi thực hiện nốt những cái công việc dang dở. Có thể nói đây là một chuyến đi về cá nhân mình, đây là một vinh dự và rất là có ý nghĩa. Đối với thanh niên thì đây là cơ hội để cho các bạn trẻ trong nước cũng như là kiều bào hiểu hơn về vấn đề chủ quyền biển đảo và đồng thời hiểu hơn những khó khăn mà các chiến sĩ ta đang ở ngoài Trường Sa phải đối mặt hàng ngày để mà vững tay súng để mà bảo vệ vấn đề chủ quyền. Cái điều mà tôi tâm đắc nhất là trong chuyến đi này chính là tình cảm giữa các bà con và các chiến sĩ. Và cái đó thì nó làm cho chúng tôi là không thể quên được. Và có thể là cả cuộc đời, có thể là không bao giờ có thể có cái chuyến đi thứ hai nữa. Thì điều đó chính là làm tôi xúc động nhất. Trách nhiệm của chúng tôi khi tận mắt chứng kiến chủ quyền biển đảo của nước Việt Nam chúng ta vẫn còn đang phát triển tốt và vẹn toàn. Và đây là một điều mà dẫn chứng thực tế nhất để chúng tôi khi trở lại nước Nga sẽ tuyên truyền vận động bà con là tích cực sản xuất kinh doanh nhưng đồng thời cũng hướng tấm lòng về quê hương Tổ quốc, xây dựng đảo và dành cái tình cảm, nhất là cái tình cảm, cái tinh thần cho cái lực lượng canh giữ đảo của quê hương mình. Về này tôi sẽ đốc thúc có một cái hội thảo cùng với lại ban Biển Đông của Hội Người Việt Nam tại Pháp để mà dạch rõ và nói rõ ra cái đường lối bảo vệ bám biển, trước nhất là cái trong lãnh thổ Việt Nam và Trường Sa. Đấy, thật. Và tôi sẽ đưa ra một cái dự án
là Trường Sa thân yêu, để mà hỗ trợ về vấn đề vật chất để cho các anh chiến sĩ hay và gia đình của các anh chiến sĩ sống ở tại Trường Sa lớn. Để hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức về chuyến đi Trường Sa đi thăm với cán bộ chiến sĩ của Trường Sa lần này, thì cũng một số doanh nghiệp cũng là có cái ý định, có ý chí và có những cái phương hướng, tức là giúp đỡ cán bộ và chiến sĩ Trường Sa. Tôi có thể chúng tôi sẽ ưu tiên cho cán bộ và chiến sĩ, cho những người thân hoặc là những người cán bộ chiến sĩ Trường Sa đến những cái văn phòng của tôi Việt Nam để phỏng vấn, để làm việc. Vừa qua tại Praha, Cộng hòa Séc, nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức đêm nhạc hướng về biển đảo quê hương và chủ quyền Tổ quốc lần thứ hai dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Séc. Đêm nhạc với những bài hát hay nhất về biển đảo và về người chiến sĩ để nhắc nhở tất cả những người con nước Việt ở Cộng hòa Séc luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình đối với chủ quyền của Tổ quốc. Đêm nhạc đã gây xúc động sâu sắc với những người tham gia. Cũng trong đêm nhạc, Hội người Việt Nam đã phát động tới toàn thể cộng đồng đợt quyên góp lần thứ hai cho quỹ vì biển đảo quê hương. Và riêng trong đêm nhạc, những người tham gia cũng đã đóng góp được hơn 6.000 đô la Mỹ cho quỹ này. Theo Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, hiện có 137.600 người Việt Nam đang cư trú tại Hàn Quốc. Theo cơ quan này, tính từ cuối tháng 3 vừa qua, số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc đạt gần 2 triệu người. Lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 1,9 triệu người. Con số này tăng 4,7% so với tháng 2 trước đó và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, người Trung Quốc, trong đó bao gồm cả người gốc Trung Quốc, gốc Hàn, chiếm đông đảo nhất, tiếp đó là người Mỹ, người Việt Nam, người Thái Lan, Philippines và người Nhật Bản. Ngày 3 tháng 5, tại sân vận động Meteor ở thủ đô Moscow, Đại hội Thể thao Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga hè 2016 đã chính thức bế mạc. Đây là kỳ đại hội thu hút nhiều nhất các sinh viên, đội thể thao trong và ngoài thành phố Moscow tham gia. 25 đội của các trường đại học với hơn 700 sinh viên tham gia thi đấu tập trung trong 3 loại hình thể thao mang tính tập thể là đá bóng, điền kinh, kéo co đã giành những tấm huy chương, những giải thưởng và cúp rất thuyết phục. Ban tổ chức đã trao tổng cộng là 18 giải nhất, nhì, ba cho đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam và nữ thuộc hai môn thể thao là điền kinh và kéo co. Riêng môn bóng đá có 6 giải cá nhân bao gồm vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất cho bóng đá nữ và bóng đá nam. Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Moscow được tổ chức hàng năm đã trở thành một sân chơi bổ ích, lành mạnh, đoàn kết các tập thể sinh viên. Đây cũng là dịp để các em thư giãn giao lưu và học tập có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ngày 4 tháng 5, Hội Phụ nữ Liên Hợp Quốc phối hợp với hơn 70 phái đoàn ngoại giao thường trực, trong đó có Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam, tổ chức Hội chợ quốc tế Baza 2016 tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, nhằm gây quỹ giúp đỡ người tị nạn Syria. Tại hội chợ, khách tham quan có thể chọn mua những mặt hàng truyền thống của nhiều quốc gia và thưởng thức nghệ thuật ẩm thực của các nước đến từ khắp nơi trên thế giới. Hai quầy hàng mỹ nghệ và ẩm thực của Việt Nam thu hút rất đông bạn bè quốc tế đến tham quan và mua sắm. Các sản phẩm được đặt từ Việt Nam chuyển sang, trong khi các món ăn được chính các anh chị em trong phái đoàn chế biến. Về tình hình của 34 ngư dân Quảng Nam bị chìm tàu tại biển Hoàng Sa cách đây gần 2 ngày, hiện thì tàu cứu hộ của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đang tìm cách tiếp cận vị trí các ngư dân gặp nạn. Trước đó thì vào 23 giờ đêm ngày 3 tháng 5, qua hệ thống ICOM, Trung tâm đã nhận được tin tàu cá QNA95959TS của ông Phạm Phú Thành cùng với 34 ngư dân đang câu mực tại vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị một tàu nước ngoài đâm chìm. Một tàu cá khác của Việt Nam đã vớt được các ngư dân. Ngay sau đó thì tàu tìm kiếm cứu nạn SR-142 đã tiếp cận được vị trí tàu cá bị nạn của ngư dân. Dự kiến thì vào chiều tối ngày 5 tháng 5, các ngư dân gặp nạn sẽ về đến đất liền. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một câu chuyện về lòng tốt. Lòng tốt trong cuộc sống này có nhiều không? Và làm người tốt liệu có khó không? Nếu quý vị nào đang băn khoăn về điều này, thì câu chuyện về người thượng úy cảnh sát đi bán chổi giúp người khuyết tật dưới đây sẽ là một câu trả lời. Chỉ một lần tình cờ gặp trên đường, người cảnh sát đã làm thay đổi cuộc sống của cả một gia đình. Là người khuyết tật lại ở quê lên, cuộc mưu sinh của anh Nhất ở thủ đô không dễ dàng chút nào. Xe chổi này nuôi sống vợ chồng anh và con trai. Gần 2 tháng nay, đây là chỗ anh dừng chân
sau khi đi bộ mấy cây số, cũng là để chờ đợi một người. Thượng úy cảnh sát này là người đang giúp anh bán chổi. Bây giờ em lấy 10 cái chổi, anh bán được mấy cái rồi? 4 cái chổi à? Anh Nhất thì là cái khả năng nói và khả năng đi lại của anh ấy rất hạn chế. Thế nên tôi cũng tình nguyện giúp anh Nhất là chuyển những cái chiếc chổi đấy đến tận tay những người tiêu dùng. Và tôi sắp xếp vào cái thời gian buổi trưa, nghỉ trưa hoặc là chiều tối sau cái giờ làm việc của mình. Người cảnh sát này vận động người thân, bạn bè mình mua chổi cho anh Nhất, rồi giúp luôn cả việc giao chổi cho người mua. Cá nhân tôi là có chân tay và lành lặn, ăn nói một cách dễ dàng, thì đấy là cái may mắn của tôi. Tôi muốn được chia sẻ, cũng như anh Tuấn muốn được chia sẻ cái sự may mắn đó với những người khuyết tật, bởi họ thiếu may mắn hơn chúng tôi nhưng họ lại rất là nỗ lực. Có những người ta nói là anh là công an mà anh ship chổi, anh mang cái chổi thì nhìn hình ảnh nó không đẹp, nhưng thực ra là những cái chiếc chổi đấy là những sản phẩm do chính tay những người khiếm thị hay là những người mù làm, và những chiếc chổi đấy được bán bởi những người khuyết tật. Họ dựa nhau sống, họ dựa nhau để mưu sinh cuộc sống bằng chính sức lao động chính đáng của họ, thì tại sao chúng ta lại không ủng hộ, không đồng hành vào những việc làm như thế? Vợ chồng anh Nhất từ tỉnh khác về Hà Nội thuê nhà, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ. Anh Tuấn lại là người kết nối để những món quà của mọi người đến được với gia đình anh Nhất. Em cảm kích tấm lòng anh Tuấn đã dành cho gia đình em. Lúc trước, anh Nhất bán được 4-5 cây chổi một ngày. Giờ có anh Tuấn, số lượng tăng lên 10 cái. Trên hành trình mưu sinh của người khuyết tật này, nỗi nhọc nhằn đã vơi bớt phần nào. Sáng ngày 5 tháng 5 tại di tích Hoàng thành Thăng Long, Liên minh Kỷ lục Thế giới đã tổ chức lễ trao bằng kỷ lục thế giới cho cuốn độc bản Sử thi Hoa Lư thi tập. Cuốn sử thi ra đời nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tại lễ trao bằng, Phó Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới khẳng định giá trị nội dung của cuốn Sử thi Hoa Lư thi tập. Cuốn sách là sự kết hợp tinh tế và đầy cảm hứng của thi ca, hội họa và thư pháp. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã chúc mừng nhóm tác giả cuốn sử thi và cho rằng việc xác lập kỷ lục cho cuốn sách là niềm khích lệ đối với các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học tiếp tục cho ra đời nhiều hơn nữa các công trình lịch sử có tính giáo dục đối với thế hệ mai sau. Sử thi Hoa Lư thi tập là tác phẩm văn học nghệ thuật của giáo sư viện sĩ Hoàng Quang Thuận lấy cảm hứng từ cố đô Hoa Lư. 121 bài thơ trong cuốn sử thi được thể hiện bằng chữ thư pháp viết tay đi kèm với 121 bức ảnh minh họa. Bìa sách được làm bằng gỗ gõ đỏ quý hiếm, chạm khắc cũng công phu. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.